Tử vi nam mạng tuổi Quý Mão 1963, trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh, năm Quý Mão 1963 nam mạng. Năm 2024 Giáp Thìn, mệnh chủ bước sang 62 tuổi âm lịch, 61 tuổi dương lịch. Nam Quý Mão 1963 thuộc mệnh kim, tương hợp với các con số 6, 7 hành kim, tương sinh với số 2, 5, 8 hành thổ và 0, 1 hành thủy. Tuổi Quý Mão 1963 mệnh kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Bản mệnh tuổi Quý Mão là người sống nội tâm, trực giác nhanh nhạy và luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Theo tử vi năm 2024, nam mạng tuổi này có vận số tốt, cuộc sống an nhàn, sự nghiệp thành công, nhất là trong thời kỳ trung vận và hậu vận. Sao chiếu mệnh, nam mạng tuổi Quý Mão 1963 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão 1963 nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 là sao Thái Âm. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Sao Thái Âm là một cát tinh, là hình tượng của bà Khương Hoàng hậu trong phong thần, chủ về tài lộc của cải, bất động sản, kinh tế, ngân sách rất thịnh vượng. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi. Người đang trong độ tuổi kết hôn tình duyên bền đẹp, có thể lập gia đình. Sao Thái Âm là một sao tốt về tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở, mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý, cẩn trọng. Đặc biệt trong vấn đề đi lại, sinh nở, bệnh tật lại càng không nên chủ quan. Tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng Kỵ dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hành. Ngoài ra, theo phong tục cổ truyền, đầu năm và hàng tháng, mệnh chủ cũng có thể làm lễ dâng sao Thái Âm để cầu nhiều tài lộc và giảm bớt vận hạn. Vận hạn nam mạng tuổi Quý Mão 1963 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn của tuổi Quý Mão 1963 nam mạng trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương là một trong 8 hạn mệnh chiếu. Đã là hạn thì tất nhiên sẽ mang đến điểm xấu, có trường hợp đại nạn, có trường hợp tiểu hạn. Chủ yếu hạn Diêm Vương xoay quanh vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với phụ nữ. Khi nghe đến hai chữ Diêm Vương, chúng ta thường liên tưởng đến những thứ âm u, xấu xa, điểm chẳng lành. Tuy nhiên, đây là hạn có độ xấu trung bình, bởi trước nó còn hai hạn xấu hơn là hạn Toán Hận và Huỳnh Tuyền. Đối với đàn ông gặp hạn này sẽ mang lại điểm tốt, vì dù gặp hạn Diêm Vương thì đàn ông vẫn được sao Thái Âm chiếu mạng. Do đó, họ sẽ có vận may về tiền bạc, duyên mua bán đất đai, nhà cửa, công việc kinh doanh thuận lợi, hanh thông. Hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với những ai đang mang bệnh trong người, nhưng với những ai không thuộc trường hợp trên thì sẽ có tài lộc, may mắn, hạnh phúc viên mãn. Hạn Diêm Vương ảnh hưởng xấu đối với vấn đề sức khỏe, nên để tránh sự ảnh hưởng của hạn Diêm Vương, gia chủ cần thực hiện những việc sau đây. Đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Đối với những người khỏe mạnh, nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải.
Theo tử vi, thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Và nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức. Tam tai, không phạm. Kim lâu, không phạm. Hoàng ốc, không phạm. Thái tuế, Quý Mão 1963 năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào hạn thái tuế. Năm hạn thái tuế hại tuổi Cẩm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp. Cách hóa giải hại thái tuế: hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ, đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào. Phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tổng kết, năm này gia chủ phạm phải. Gia chủ sẽ phạm kim lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Năm này không tốt để bạn xây sửa nhà. Kim lâu là những năm xấu, gây bất lợi cho những mưu tính công việc, đặc biệt là những việc trọng đại như cưới hỏi, xây dựng nhà cửa hay làm ăn. Nếu như cố tình làm những công việc trọng đại trong tuổi kim lâu thì sẽ liên tiếp gặp những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Cúng dâng sao thái âm. Trong lá số tử vi, mức độ sáng của sao thái âm sẽ thay đổi theo từng giờ trong ngày, như sáng tại giờ Dậu, Tuất, Hợi, Tý, buổi tối, hãm địa tại giờ Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, buổi sáng, nơi mọc, lặn tại giờ Dần, Thân. Vì thế, nên cúng sao thái âm hàng tháng vào khoảng 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn. Hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may, hay dùng trang sức đá quý màu đen, mã não đen, thạch anh khói. Để giải hạn được sao thái âm, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu vàng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu vàng gói lại, hoặc lót giấy màu vàng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Khi cúng dùng một cây rìu chặn phía trên, nếu có, lấy vải đỏ che kín bài vị và rìu, đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963 năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1, vui xuân năm mới quây quần bên gia đình. Người tuổi Quý Mão chú ý về sức khỏe. Cảnh báo về phương diện sức khỏe có nhiều khả năng chuyển biến xấu. Tháng 2, những thay đổi công việc trong tháng 2 âm lịch có thể không được như mong muốn của người tuổi này. Tuy nhiên nên có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Tháng 3, theo tử vi năm 2024 tuổi Quý Mão 1963, về tình cảm của những thành viên gia đạo trong tháng này, cơ bản không được tốt. Trong nhà chủ yếu là hòa khí kém, dễ nảy sinh nhiều những sự bất đồng, tranh luận do không cùng quan điểm. Tháng 4, bình giải tử vi tuổi Quý Mão năm 2024. Đây là tháng tiền bạc chủ về sự tiêu hao, không nên đầu tư quá nhiều cho những công việc,
sự mở mang thêm làm ăn trong tháng này cũng không phải là điều nên làm. Tháng 5, trong tháng này, người sinh năm 1963 có sự hỗ trợ và giúp đỡ từ chính những người xung quanh. Điều này thúc đẩy công việc hanh thông và có những thành quả nhất định. Tháng 6, người tuổi này trong tháng 6 âm lịch dễ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp. Công việc cũng chủ về khó khăn và vất vả nhiều. Tháng 7, xem bói tử vi tuổi Quý Mão năm 2024. Đây là tháng người nam sinh năm Giáp Thìn có được sự giúp sức từ quý nhân. Tuy nhiên tình cảm của gia đạo lại chủ về bất hòa. Tháng 8, tin vui đưa tới về việc thêm con thêm cháu trong tháng này. Gia đình có nhiều tin vui, tình cảm giữa các thành viên cũng được cải thiện nhiều. Tháng 9, nhiều khởi sắc cho phương diện sự nghiệp sẽ xuất hiện trong tháng này. Cùng với đó là nhiều tin vui về công việc đưa tới. Đây là tháng quý bạn tuổi này đạt được những thành quả nhất định. Tháng 10, xem tử vi tuổi Quý Mão trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi này nên lưu ý việc di chuyển đi lại bằng xe cộ sẽ không được tốt. Tiền bạc chủ về những tiêu pha hao tán nhiều. Tháng 11, chú ý có thể gặp người cản trở công việc trong tháng này. Không chỉ công việc mà sức khỏe của người tuổi Quý Mão cũng không biến chuyển tích cực, cơ bản sức khỏe kém đi. Tháng 12, xem tử vi 2024 Quý Mão. Cuối năm không trông chờ gì vào những thay đổi tích cực của công việc. Tài chính còn xuất hiện nhiều bất lợi, khó khăn. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nam mạng tuổi Quý Mão 1963 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.